Dũng Cá xin kính chào các anh chị, các bạn đã quay trở lại kênh Dũng Cá. Thì hôm nay Dũng Cá sẽ chia sẻ với anh chị các bạn về cái chủ đề đó là bệnh do ký sinh trùng đường ruột ở tôm và cái nguyên nhân gây tôm chậm lớn. Thì vừa qua ngày 15 tháng 11 năm 2019 thì Dũng có tham dự cái hội nghị khoa học thủy sản Việt Nam năm 2019. Thì do cái trường Đại học Cần Thơ phối hợp với công ty Vmedim tổ chức tại hội trường của trường Đại học Cần Thơ. Thì với cái chủ đề đó là phòng trị bệnh trên tôm theo cái mô hình an toàn sinh học. Thì trong cái buổi hội nghị này thì có rất nhiều chuyên đề chia sẻ cũng như là giải quyết về cái giải pháp phòng trị bệnh tôm theo cái mô hình an toàn sinh học này. Thì Dũng thấy cái chủ đề này cũng rất là hay và hấp dẫn, do đó cũng chia sẻ với các anh chị các bạn về cái bệnh tôm, về cái bệnh do ký sinh trùng đường ruột ở tôm và cái nguyên nhân gây tôm chậm lớn. Thì đây là cái hình cấu tạo của các cái bộ phận của con tôm. Thì khi mà nói tới cái đường ruột của tôm thì thường là chúng ta chỉ nghĩ cái phần này thôi, đó tức là phía sau của cái giáp đầu ngực, đó là cái đường ruột tôm. Nhưng mà trên thực tế thì các nhà khoa học họ tính cái đường ruột tôm là bắt đầu từ miệng cho tới hậu môn, và trong cái đường ruột tôm này thì người ta đã chia ra làm ba cái phân đoạn. Cái thứ nhất là cái ruột trước, tức là từ ở phía miệng cho tới phần kết thúc ở đây, đó là ruột trước. Cái phần tiếp theo là ruột giữa vào cái phần còn lại, tức là ở ngay một cái điểm chốt ở đây với lại tới hậu môn là cái phần ruột sau. Thì khi mà chia phân đoạn như vậy thì để mỗi nó có cấu tạo khác nhau, do đó là nó cũng có một cái cơ chế để kháng bệnh khác nhau. Ví dụ như cái ruột trước và ruột sau thì nó được ở bên trong của nó được lót bằng một cái lớp biểu bì, và cái lớp biểu bì này nó có cấu tạo giống như cái vỏ tôm, tức là cấu tạo bằng chitin. Thì khi mà cấu tạo bằng vỏ tôm như vậy thì các cái vi khuẩn hay là những cái nhóm ký sinh trùng rất là khó tấn công vào trong cái lớp này để vào tấn công vào cơ thể tôm. Tuy nhiên thì cũng có những cái nhóm vi khuẩn chuyên biệt thì nó có khả năng nó bám vào cái lớp chitin này thì nó sẽ tấn công được vào tôm. Tiếp theo là cái ruột giữa của tôm thì nó ở bên trong nó được lót bằng một cái lớp biểu mô, ở đây thì gọi là biểu bì, còn ở đây biểu mô. Thì cái lớp biểu mô này nó có thể là nó bong tróc và nó rất là yếu lỏng lẻo, do đó là những cái mầm bệnh nó rất là dễ tấn công vào cái khu vực ruột giữa của tôm. Do đó là chúng ta lưu ý để trong quá trình nuôi chúng ta phải biết và chúng ta có cái cơ chế phòng bệnh tốt. Thì đây là cái phần ruột giữa của tôm, thì nó sẽ có cái thành ruột. Thì khi mà chúng ta nuôi tôm, bao giờ chúng ta cũng bổ sung những cái lợi khuẩn, tức là thông qua việc mà chúng ta cho tôm ăn các cái men tiêu hóa thì nó chứa những cái chủng, đặc biệt là những cái chủng Bacillus hay Lactobacillus, tức là những chủng vi khuẩn có lợi này, với mong muốn là nó sẽ bám chặt trên cái thành ruột và làm cho cái mầm bệnh, cái màu đỏ là biểu hiện của mầm bệnh các bạn, thì nó không thể nó tấn công vào, tức là nó không còn cơ hội để bám vào cái vị trí thành ruột để nó tấn công từ từ vào cái thành ruột và nó vào trong cơ thể tôm được. Đó, chính vì vậy nó ở ngoài và thông qua cái quá trình tiêu hóa thì nó cũng bị loại thải ra ngoài luôn. Tuy nhiên khi mà cái cơ thể tôm yếu hoặc là các cái lợi khuẩn này nó ít dần thì các cái mầm bệnh nó sẽ tấn công, có thể là những cái nhóm ký sinh trùng nó sẽ vào đây và nó sẽ tấn công vào những cái vị trí bám này, làm cho các cái mầm bệnh, những cái vi khuẩn gây bệnh này có cái cơ hội vào trong cái đường ruột của tôm, vào trong cơ thể tôm và nó gây bệnh trên tôm. Thì các cái ký sinh trùng mà nó thường gây bệnh trên tôm, nó tấn công vào tôm gây bệnh trên tôm thì thường có ba nhóm. Thì bây giờ Dũng sẽ chia sẻ với các anh chị các bạn ba nhóm này. Cái nhóm thứ nhất đó là cái nhóm trùng hai tế bào, hay còn gọi là cái nhóm Regarin. Thì cái từ Regarin này thì chúng ta thường thấy là trong cái những cái video Dũng chia sẻ nói về cái bệnh phân trắng á, thì Dũng có nói là có thể cái nguyên nhân gây bệnh có thể là có cái nhóm Regarin này. Thì hôm nay thì trong cái video này thì nói rõ hơn cái nhóm này. Thì cái Regarin đây là cái trùng hai tế bào. Thì các bạn thấy là cái cấu tạo của một cái con trùng trưởng thành thì nó có hai tế bào. Đây là một cái tế bào, dưới đây cũng là một cái tế bào nữa, là hai tế bào, và ở trên nó có một cái chỗ này thì giống như gọi là cái giáp bám hay là cái miệng miệng bám của nó.
thì cái phần này nó sau này nó sẽ bám vào trong cái thành ruột và làm cho cái thành ruột tổn thương, và từ đó thành ruột nó sẽ bị bong tróc và nó sẽ tạo ra một cái đoạn phân màu trắng nổi trên mặt nước, thì đó chính là cái bệnh phân trắng. Thì cái trùng hai tế bào này thì nó có nhiều giai đoạn để phát triển, ví dụ như ở đây là cái con trùng trưởng thành thì nó có hình dạng chúng ta nhìn rõ, nhưng mà có những cái giai đoạn bào tử của nó thì nó sẽ có chỉ có một tế bào như thế này, và ở đây là cái hình mà con tôm ở trong cái ruột con tôm thì khi mà được nhuộm màu á, thì thấy rất là rõ con trùng hai tế bào, rất là nhiều cái giai đoạn phát triển của chúng. Thì đối với cái cảm nhiễm, khi mà cái tỷ lệ cảm nhiễm Regarin này ở tôm rất cao, và có những ao nuôi nó bị nhiễm tới 100% luôn. Và nếu mà cái tôm bị nhiễm Regarin thường là chậm lớn, và với cái cường độ nhiễm thấp thì tôm không có biểu hiện cái bệnh lý rõ, nhưng mà nếu mà bị nhiễm cao á, thì cái lớp biểu mô niêm mạc ruột của tôm nó sẽ bị tổn thương, và chính cái việc tổn thương đó thì cái tạo một cái cơ hội rất là tốt cho các cái vi khuẩn gây hại nó xâm nhập vào, và nó gây ra nhiều cái bệnh khác, gây tỷ lệ chết tôm sẽ cao. Rồi tiếp theo ở đây thì có một cái hình là cái trùng hai tế bào ở son ruột giữa, ngay cái chỗ mũi tên màu màu cam này các bạn, đó là trùng hai tế bào ở cái son ruột giữa. Còn bên đây thì có cái mũi tên màu đen, đây là trùng hai tế bào trong cái lớp biểu mô ruột giữa. Đó, biểu mô đây là cái lớp, nó nằm ở trong cái lớp biểu mô ruột. Còn đây là cái hình mà trùng hai tế bào khi mà được sôi tươi, tức là mình sẽ lấy cái phần ruột của tôm rồi bắt đầu mình đem xuống kính hiển vi mình sôi luôn, mình không cần nhuộm màu á, thì các bạn thấy rất rõ là cái hình mũi tên nó chỉ là đó, là trùng hai tế bào nè, đó đó những con trùng hai tế bào, và khi mà đem nhuộm màu thì qua trong cái phần gan á, thì người ta cũng phát hiện ra rất là nhiều trùng hai tế bào. Tiếp theo là một cái nhóm thứ hai, là cũng là một cái nhóm khá nguy hiểm trong nuôi tôm, đó là cái nhóm vi bào tử trùng. Thì vi bào tử trùng có tên là Enterocytosum hepatobenae. Thì cái từ Enterocytosum thì cái dạng là cái nghĩa của nó là ký sinh nội bào, tức là ký sinh vào cái bên trong, và hepato tức là cái hệ thống gan tụy, và benae tức là cái nhóm tôm he. Tức là ở đây muốn nói là cái nhóm vi bào tử trùng, tức là cái nhóm trùng mà nó chỉ là ký sinh vào cái hệ thống gan tụy của cái tôm nước lợ, tôm thẻ của chúng ta đó. Thì cái vi bào tử trùng này thì được phát hiện đầu tiên ở trên tôm sú nuôi ở Thái Lan, và nó nhiễm ở cái tế bào biểu mô của ống gan tụy. Thì cái vi bào tử trùng này nó thuộc cái dạng ký sinh nội bào bắt buộc, và chúng sử dụng cái dinh dưỡng cũng như là năng lượng dự trữ ở trong cái khối gan tụy của tôm, và chính vì sử dụng như vậy thì con tôm nó sẽ chậm lớn, do nó không đủ chất dinh dưỡng để nó tăng trưởng và nó lột xác. Và cái bệnh vi bào tử trùng này nó nhiễm ở tất cả các giai đoạn phát triển của tôm sú và tôm thẻ chân trắng, và tôm nhiễm không có dấu hiệu bệnh lý đặc trưng, nhưng mà nó liên quan đến cái sự chậm lớn và phân cỡ ở tôm nuôi khoảng 2 đến 3 tháng sau khi thả. Tức là con tôm nó có thể là khi bị nhiễm cái này nó không có chết hàng loạt giống như những cái bệnh nguy hiểm khác, nhưng mà con tôm khi mà nó lớn nó sẽ bị so le, tức là những con nào nhiễm thì nó sẽ không lớn, nó chậm lớn, và những con nào nó không nhiễm thì nó lớn. Như vậy thì tạo ra cái đàn tôm cái kích cỡ nó chênh lệch rất là nhiều. Về hiện nay thì đối với cái vi bào tử trùng này thì chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. Các phương pháp phòng chủ yếu là cái biện pháp phòng thôi, ví dụ như là khuyến cáo là khử trùng cái dụng cụ thiết bị tại cái trại sản xuất giống, rồi tự nhiên cho tôm bố mẹ bằng cái phương pháp PISA để tránh nhiễm cái vi bào tử trùng này, rồi khử trùng trứng trước khi ươm, và chọn tôm giống không nhiễm cái vi bào tử trùng bằng cách là xét nghiệm PISA, và chuẩn bị cái đáy ao thật kỹ, loại bỏ chất hữu cơ tích lũy ở đáy ao và xử lý bằng vôi nóng CO để cái pH đạt mức 12 nhằm làm chết cái bào tử trùng. Tiếp theo cái thứ ba là cái dạng
cái trùng, cái dạng trùng mà có cái dạng rung, dạng dung, thì cái tên của nó là vermiform, từ vermi có nghĩa là dạng dung. Thì đây là một cái sinh vật mà có hình dạng cơ thể nó giống như là trùng hai tế bào, tuy nhiên thì nó không có phân cái tế bào rõ như là cái con trùng hai tế bào ở cái những cái slide đầu Dũng có chia sẻ. Thì cái trùng này nó xuất hiện nhiều ở ống gan tỵ và ruột rửa. Thì coi như là đối với cái vi bào tử trùng thì chủ yếu là ở ống gan tỵ, còn đối với cái trùng hai tế bào thì nó có thể là gan tỵ và ruột rửa luôn. Còn đối với con vermiform này cũng vậy luôn, nó chủ yếu nó xuất hiện ở ống gan tỵ và ruột rửa. Tôm nhiễm cái vermiform thì không có biểu hiện bệnh lý đặc trưng, kể cả khi xuất hiện với cái số lượng lớn, và khi mà nó xuất hiện ở cái trong gan tỵ và ruột làm cho tôm giảm ăn, chậm lớn và liên quan đến cái bệnh phân trắng ở tôm. Thì đó là cái ba nhóm ký sinh trùng mà thường hay gặp nhất trong cái quá trình nuôi tôm của quý bà con. Thì bây giờ Dũng sẽ tiếp tục sẽ chia sẻ về cái nguyên nhân tôm chậm lớn. Thì trước đây thì Dũng có làm một cái video clip nói về cái nguyên nhân tôm chậm lớn và có một cái giải pháp khắc phục. Tuy nhiên trong cái video đó thì Dũng không có đề cập tới cái trùng, cái việc nhiễm ký sinh trùng, mà chủ yếu là nói về cái việc mà chúng ta chăm sóc, cách cho ăn, rồi quản lý cái yếu tố môi trường như thế nào đó thì làm cho con tôm chậm lớn, thì kèm theo đó là những cái giải pháp khắc phục. Tuy nhiên thì trong cái video này Dũng tập trung chia sẻ về cái nhóm ký sinh trùng. Như vậy thì khi mà tôm bị nhiễm cái nhóm ký sinh trùng này thì chúng sẽ bám vào, ký sinh vào gan ruột, và chúng sẽ lấy cái chất dinh dưỡng và những cái phần dự trữ ở trên gan của tôm á, thì làm cho con tôm giảm ăn, chậm lớn và liên quan tới cái bệnh phân trắng. Chính vì vậy mà con tôm nó sẽ chậm lớn. Thì khi con tôm lớn thì sẽ có phân cỡ và so le rất là lớn, là đó, ở đây nó là tôm thường phân cỡ khá rõ khi tôm lớn. Đó chính là cái giải đáp cho cái nguyên nhân tôm chậm lớn khi mà đề cập tới cái vấn đề về bệnh do ký sinh trùng ở tôm. Thì về cái giải pháp khắc phục như thế nào, thì đối với biện pháp phòng thì hồi nãy trong cái phần nói về vi bào tử trùng thì cũng có nói sơ về cái cách phòng. Tuy nhiên thì về cái biện pháp phòng thông thường nhất là chúng ta phải đi tất cả những cái yếu tố đầu vào, thì chúng ta phải đảm bảo là nó hầu như nó không bị nhiễm. Và quan trọng nhất là trong cái quá trình diệt khuẩn thì chúng ta phải đi cái phần diệt khuẩn mạnh. Ví dụ như chúng ta cải tạo đầu vụ rồi, sau nuôi kết thúc vụ, khi mà đầu vụ lại thì chúng ta phải nên diệt khuẩn mạnh. Thì ví dụ như chúng ta đánh yêu điên thì đây là cái diệt khuẩn nó yếu, thông thường chúng ta sử dụng khi có tôm. Còn khi mà không có tôm đầu vụ thì chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm diệt khuẩn mạnh. Ví dụ như đây có sản phẩm Trizin thì nó sẽ diệt tất cả cái vi khuẩn, virus, nấm, gây bệnh cũng như là các cái ký sinh trùng luôn. Đó đó là cái biện pháp phòng hữu hiệu nhất. Rồi khi mà giả sử như khi bệnh thì chúng ta chỉ có biện pháp là chúng ta sử dụng một cái thuốc sổ ký sinh trùng. Tuy nhiên thì trong ba cái nhóm này thì cái việc chúng ta phòng bệnh là tốt nhất, còn cái việc mà chúng ta trị bệnh thì không có hiệu quả cao. Thì giả sử khi nó nhiễm thì chúng ta cũng phải dùng cái thuốc sổ để sổ nó ra. Tuy nhiên khi nó ra mà ngoài môi trường thì đang có tôm thì chúng ta không có thể sử dụng các cái hóa chất nào mà có khả năng tiêu diệt được chúng. Thì Dũng vừa mới chia sẻ với các anh chị các bạn về cái bệnh do ký sinh trùng đường ruột ở tôm và cái nguyên nhân gây tôm chậm lớn, và một số cái giải pháp để phòng và trị bệnh ký sinh trùng. Thì Dũng hy vọng các bạn sẽ yêu thích video và nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào tạm biệt các bạn.